trong khoảng tầm 2 đến 3 ngày vừa rồi thì nếu bạn nào đang dùng tài khoản tách từ BM2500 ra thì thường thường sẽ bị gặp hai lỗi chính. Một là chết toàn bộ tất cả các tài khoản quảng cáo nếu các bạn đã nhét cái tài khoản tách đấy vào BM của bạn, tức là nhét vào dòng 1. Còn hai là tài khoản đang dùng như bình thường xong tự nhiên mất hoàn toàn. Đây là đang trong đợt bão của thằng Facebook. Thì hiện tại thì bây giờ chúng ta sẽ có một số giải pháp nhỏ. Đây không phải là một giải pháp tốt nhất, nhưng đây là một cái giải pháp mà bên mình đang áp dụng. Thì bạn nào mà đang chạy ngân sách lớn thì có thể tham khảo cái cách này nhá. Mình sẽ giải thích lại những cái gì mà mình vừa nói. Có rất nhiều loại tài khoản quảng cáo khác nhau. Hiện tại thì bên mình đang dùng là cái tài khoản tách. Tài khoản tách này ngưỡng của nó ban đầu là 1.1 triệu. Hôm vừa rồi anh Quyền vừa hướng dẫn các bạn share nó vào cái dòng số 1 của cái tài khoản BM. BM gọi là BM bất tử. Khi cho vào BM bất tử thì nó lên được ngưỡng là 5.8 triệu. Cái cách mà share vào dòng 1 thì nó rất đơn giản, chỉ là chọn và thêm ID tài khoản vào thôi. Nhưng mà ở thời điểm này, hôm nay là ngày 15 tháng 9 đúng không? Thì chúng ta gặp cái tình trạng thường gặp trong 1-2 tình trạng sau. Trước đây khoảng tầm 4 ngày chúng ta sẽ gặp tình trạng số 1 là tất cả các tài khoản tách này nó sẽ bị ẩn đi. Không biết tại sao nó ẩn đi luôn. Facebook nó khắc phục cái lỗi này sau 1 ngày xong nó lại hiện lại. Có hôm nay là nó chuyển sang giai đoạn 2, ngày 15 tháng 9 này. Thì thường các tài khoản của các bạn nếu chưa nhét vào BM như thế này, được chưa, thì nó xóa hẳn đi. Là do bạn chưa nhét, chưa nhét vào BM đấy, BM bất tử đấy. Hai là nếu bạn đã nhét vào rồi mà lại nhét vào dòng 1, được chưa, nhét vào dòng 1 thì thường thường nó sẽ vô hiệu hóa, vô hiệu hóa toàn bộ tất cả các tài khoản tách mà các bạn đã mua và đã nhét vào con BM bất tử ấy này, vô hiệu hóa nếu mà đã nhét. Thế thì ở thời điểm hiện tại thì nguyên liệu lên cam nhà mình bây giờ không còn mua được cái này nữa, bây giờ cũng không có để mà mua, mà thường nó sẽ ra một trong hai tình trạng này. Thì hiện tại bên mình đang sử dụng Via, thu mua Via và thu mua clone và sử dụng luôn cái tài khoản gốc ở bên trong, tài khoản cá nhân ấy, ngưỡng của nó là 1.1 triệu để mà xét quảng cáo. Hiện tại thì nhà mình đang làm cách này, đây là cách đơn giản nhất, nó không phải tối ưu nhất nhưng mà hiện tại vẫn xét được quảng cáo. Sau khi bạn mua cái này về thì thường thường các bạn sẽ share vào BM và share ở dòng số 2 để quản lý cho nó dễ. Thì đây là cách mà xét cam mới nhất, dùng nguyên liệu mới nhất của bên mình.